Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube em phát triển. Hôm nay là ngày 13 tháng 7, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Pueller, với model của nó là PD7070. Thì chiếc đầu này được sản xuất năm 1987 với giá xưởng của nó là 19.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này em đã bán cho bác khách ở tỉnh Bình Thuận với giá là 1,8 triệu đồng. Đấy. Bao ship ạ, một đám đã bao phí ship rồi. Đấy. Bên em thì không bán hàng ship COD. Hôm nay em vệ sinh xong cũng làm video test trước khi gửi hàng đi, cho bác chủ được biết cũng như em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Thì chiếc này sở hữu xe ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó 31,5 cm, nó nặng là 6 kg. Mắt đọc thì mắt đọc của Pioneer rồi, Pioneer thì mắt đọc rất là tốt và không chén đĩa, rất là bền bỉ ạ. Và chiếc giải mã của chiếc đồ này thì dùng hai con chip giải mã PCM56P và con chip SM5807. Chất âm của nó rất là dày dặn và chi tiết. Cái đặc biệt của Pioneer nó đều ba giải các bác ạ. Mặt phay nhôm có nhé, mặt phay nhôm được sơn màu đen rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Và cũng theo đó là cái chữ digital output này, là nó hiện bằng cái tem đồng nhé. Đấy, rất là đẹp mắt. Thì chiếc đồng này có đường đầy đủ đường ra như là đường cổng và cu xoan, đường quang ra và đường alux ra. Đấy, một chút em quay cái phía sau để bác được chiêm ngưỡng. Thì trước tiên em quay cái phần ngoại hình trước. Thì ngoại hình của chiếc đầu này về thì tình trạng thì nó cũng có cái chỗ bị đây bị cấn nhẹ đây. Đấy. Và phía dưới này nó có cái vết hơi bị bay sơn. Đấy. Dưới này nữa này. Đấy. Mặt đằng trước. Ở cạnh trên thì khá là đẹp rồi. Đấy. Và cái mép bên đây thì nó có bị bay sơn một chút này. Đấy. Còn nắp lưng thì khá đẹp, đang có chỉ là bay sơn một chút thôi, chứ rất là đẹp đấy ạ. Nắp lưng đẹp. Bên này cũng vậy, bên này chỉ có một chút xíu đây thôi. Đấy nhé. Đấy. Đây ạ. Và cái phía sau này thì đây là cái phần được bọc sơn bọc một lớp đồng, mạ đồng đấy, và sơn đen phủ lên. Thì đây thì nó có ố này nhé, model của nó là PD7070, điện 100V, công suất của nó 11W, xi máy của nó HI100598T. Đấy. Ốc được mạ đồng, dây nguồn lớn. Và chiếc này có đường alux ra trên đường mạ vàng, đường cu xoan ra trên đường mạ vàng và đường cổng quang ra. Đấy, quang ra thì các bác bật nút này lên. Đấy, thì nó sẽ hiện, còn bên này là tắt đi. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong, thì em mở để cho bác được chiêm ngưỡng. Nội thất bên trong của chiếc đồ này thì rất là mới rồi. Đấy. Toàn bộ được bọc đồng, nhé, sơn mạ đồng, rất là đẹp. Đấy, sang trọng, nguồn thì nguồn Bando là cái nguồn nổi tiếng rồi. Đấy. Đấy, rất là mới. Dưới này thêm một hai cái tấm thép nữa, có nên con 7 màu luôn. Rất là dày. Đấy. Và đây là hai con chip giải mã PCM56P đây ạ, một con, hai con và con chip giải mã nữa là con SM5807 đây. Đấy. Ốc sẩm sáng choang nhé, rất là đẹp luôn. Và đây cái phần đáy bên dưới đây của chiếc đầu này, đấy. Đáy bên dưới của chiếc đầu này cũng rất là đẹp. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Đầu thì đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng nhé. Em test đĩa sao chép này, lòng xanh để cho bác được thưởng thức.
giá trị của chiếc đồng này, và tại thời điểm đó thì nó ngang ngửa với chiếc đầu Sony 227 và 228 đấy ạ. Còn giá thì của nó rất là rẻ thôi, bởi vì nó là thương hiệu Piller, nên nhiều bác nói là nó không có mắt thay thế bên này kia. Đấy, với cái sản phẩm bên em mang ra thì các bác không có gì đáng ngại cả. Đấy. Bài rồi nhé. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong phân khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Với số máy là 0907 223 269 ạ.
mắt em vẫn tình màu xanh nắng nhiều đôi tim ghi dấu ngày đầu ta đi bên. Em xin phép dừng viết tắt ở đây. Thì chiếc đầu này em đã bán rồi. Và bên em còn nhiều đầu CD khác trong một cúc từ 800.000 đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.